Ngan cháy tỏi. Nguyên liệu gồm có ngan, hành khô, tỏi, gừng, mùi tàu, húng quế, ớt, ngũ vị hương. Ngan chặt vừa miếng. Ớt thái lát. Hành tỏi gừng đập dập băm nhỏ. Tỏi thái nát ngâm với nước khi chiên đỡ vị đắng. Ướp thịt với 2 thìa hạt nêm, 1 thìa mì chính, 1 thìa hạt tiêu, 1 thìa phở dầu hào, 1 thìa phở xì dầu, 1 thìa ớt bột, 1 thìa ngũ vị hương, 50g hành tỏi gừng, trộn đều. Cho dầu vào chảo. Thêm tỏi. Chiên vàng vớt ra. Cho ngan vào chiên sơ lần 1. Đợi dầu già trở lại, chiên tiếp lần 2, đến khi ngan vàng giòn vớt ra đĩa. Rắc tỏi lên trên là chúng ta có thể thưởng thức được ngay.